could be us. So back to what I was saying. Could be us. Bị đóng băng tài sản 2.000 tỷ, cặp vợ chồng sau đình đám cầm đầu đường dây đa cấp còn phải đối mặt với án tù. Vụ việc vợ chồng nữ diễn viên đình đám Trương Đình cầm đầu đường dây đa cấp đã làm showbiz chấn động. Cặp vợ chồng nổi tiếng Trương Đình, Lâm Thụy Dương Đan là tâm điểm của làng giải trí Hoa ngữ vì bị điều tra hình sự với cáo buộc kinh doanh đa cấp trái phép. Đáng nói theo Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đưa tin vào ngày 9 tháng 4 vừa qua, vợ chồng Trương Đình, Lâm Thụy Dương sẽ vướng vào vòng lao lý nếu tội danh trên được thành lập. Đây có thể coi là động thái mạnh tay của cơ quan chức năng trong việc xử phạt hoạt động kinh doanh đa cấp của cặp đôi đình đám này. Và theo nhận định của luật sư Lưu Kiến Huân trên tờ Nhân dân Nhật báo, vụ án của Trương Đình, Lâm Thụy Dương có tính chất phức tạp. Vào tháng 1 năm nay, vợ chồng Trương Đình đã bị cơ quan chức năng đóng băng tài sản trị giá 600 triệu tệ, 2.000 tỷ đồng. Luật sư Lưu Kiến Huân cho biết, theo Điều 224 Luật Hình sự Trung Quốc, cơ quan chức năng sẽ đưa ra hình thức xử phạt nặng vời. Hành vi kinh doanh đa cấp theo mô hình lớn như đế chế hơn 7 triệu thành viên, doanh thu đạt 9,17 tỷ tệ, 32.000 tỷ đồng của Trương Đình và Lâm Thụy Dương. Và nếu bị kết luận làm ăn gian dối, âm mưu trục lợi trái phép, cặp vợ chồng này sẽ đối mặt với án phạt hình sự lên đến 5 năm tù giam và phạt hành chính. Còn trong trường hợp vợ chồng Trương Đình gây ra tổn hại kinh tế nghiêm trọng, rất có thể họ sẽ bị kết án tù giam trên 5 năm và phạt tiền. Hiện tại, vụ án của Trương Đình và Lâm Thụy Dương vẫn chưa khép lại. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra sâu hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Đao Ồ Thượng Hải, gọi tắt là TST. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 6, 96 bất động sản dưới tên công ty TNHH Đao Ồ Thượng Hải thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Trương Đình, Lâm Thụy Dương chính thức bị tịch thu. Tổng giá trị của 96 bất động sản này lên tới 1,7 tỷ tệ, hơn 6.000 tỷ đồng. Cơ quan quản lý giám sát thị trường thành phố Tương Dương đã quyết định xử phạt hành chính đối với công ty TST sau khi bê bối kinh doanh đa cấp các mặt hàng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, rượu vang của cặp vợ chồng ngôi sao Võ Mị Nương truyền kỳ bị phát giác. TST đã ngay lập tức phát lệnh dừng hoạt động kinh doanh, đồng thời bị tịch thu số tiền thu nhập bất hợp pháp gần 19,3 triệu tệ, 70 tỷ đồng và nộp phạt thêm 1,7 triệu tệ, 6,1 tỷ đồng theo luật định.